Phân tích về lý do Việt Nam được chọn là nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử, tờ Compass đề cập trước hết là khoảng cách giữa Việt Nam và Bình Nhưỡng khá gần. Đất nước này là nơi đặt trụ sở đại sứ quán hai nước, tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị cho cuộc gặp. Hà Nội có quan hệ ngoại giao với Mỹ và Triều Tiên để được coi là quốc gia trung lập. Ngoài ra, an ninh ở Việt Nam cũng tương đối chặt chẽ ngay cả trong những ngày bình thường. Báo Tempo, hãng tin Antara và nhiều báo tiếng địa phương khác đã đưa thông tin chi tiết về việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phái đoàn của ông sử dụng một đoàn tàu chống đạn để vượt 4.500 km từ Bình Nhưỡng tới Hà Nội, Việt Nam, tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Những câu chuyện bên lề của người dân bình thường trong xã hội cũng được báo chí Indonesia khai thác, như câu chuyện về một tiệm cắt tóc ở Hà Nội miễn phí cho những khách hàng muốn có kiểu tóc như Tổng thống Donald Trump hay Chủ tịch Kim Jong Un. Thậm chí một số quán bar, quán rượu ở Hà Nội, Việt Nam cũng được báo chí Indonesia giới thiệu chi tiết về các loại đồ uống có tên gọi gắn với cuộc gặp thượng đỉnh như Cốc Tai Hòa Bình hay Rocket Man, Fireball. Trang báo online Tribune News thông tin, Hà Nội chỉ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử này, ngắn và gấp hơn nhiều so với Singapore hồi năm ngoái, có gần 2 tháng để sắp xếp mọi thứ. Với mật độ khá dày đặc trên báo chí những ngày qua về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2, thì người dân Indonesia cũng được cung cấp rất nhiều thông tin về thủ đô Hà Nội và về một đất nước Việt Nam cùng những khát vọng hòa bình, hòa giải, thân thiện và mến khách với những bước phát triển đáng tự hào. Đỗ Quyên, phóng viên Thanh Đô Xã Việt Nam tại Indonesia.